Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Cho mình hỏi, bạn có tin tương lai sẽ xuất hiện zombie không? Những thây ma, xác sống, giống như trong các bộ phim World War Z hay The Walking Dead. Comment câu trả lời của bạn xuống dưới nhé. Dù có hay không, nhưng hiện tại một bộ phận những tín đồ tin rằng zombie sẽ xuất hiện, đang nghiên cứu, chế tạo ra những vũ khí tối tân nhất để chống lại chúng. Trong video này, Thế giới hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn những món đồ bạn phải có để sống sót trong cuộc chiến với zombie nếu chúng xuất hiện nhé. Chính siêu xe M134X. Việc đi bộ trong một thế giới toàn zombie sẽ làm bạn luôn là món mồi ngon của chúng. Để giảm bớt những rủi ro này, một khi The Zombie xảy ra, một công ty vũ khí của Mỹ đã tạo nên một cỗ máy chiến đấu phải nói là đỉnh của chóp. Cụ thể là họ đã lắp đặt khẩu súng M134 minigun lên chiếc xe mô tô Yamaha R1 Superbike, biến nó thành một siêu vũ khí độc đáo. Yamaha R1 lắp súng máy minigun có thể bắn khi đang di chuyển ở tốc độ cao. Hộp đạn được gắn trên xe có lượng đạn khủng, giúp chiếc xe có thể tung hoành thoải mái trong cuộc chiến với zombie. Hệ thống băng truyền tải đạn được bố trí cặp sát vào thân xe, giúp cung cấp đạn cho súng bắn với tốc độ lên đến 3.000 viên trên phút. Cò khai hỏa được gắn ngay tay côn của xe, giúp bạn dễ dàng bắn súng trong khi cả đang lái xe. Với uy lực khủng của súng và sự linh hoạt của xe, đến người còn không dám đứng đầu trước xe, chứ đừng nói là zombie nhé. Cyber House. Không chỉ lo vũ khí để chiến đấu, bạn còn cần phải lo một nơi an toàn để ẩn nấp, tránh lũ zombie đang rình rập khắp mọi nơi. Chính vì điều này mà công ty thiết kế Modern House đến từ Nga đã xây dựng biệt thự có tên Cyber House. Với thiết kế và công năng, có thể đáp ứng các tiêu chí của bạn nếu muốn tránh cả thảm kịch biến thành zombie. Cyber House có thiết kế góc cạnh, dữ dằn và trông như một pháo đài bất khả xâm phạm. Bởi bên ngoài biệt thự được bọc lớp thép không gỉ, cũng như được trang bị kính cửa sổ chống đạn, cửa sập kim loại và cửa kiến khí chống vũ khí hóa học. Biệt thự rộng 300m², bao gồm tổ hợp trong nhà và ngoài trời. Trong nhà trang bị tấm pin năng lượng mặt trời, bên dưới phòng khách là lò sưởi lớn, phòng thư giãn, cây cảnh và hệ thống cầu thang xuyên thẳng tới hầm, khu vực đặt phòng ngủ và phòng tắm. Ngoài chống zombie, ngôi nhà còn có thể chống lại tất cả các thảm họa trên trái đất. Do vậy mà trong điều kiện có thảm họa xảy ra, bạn có thể yên tâm sinh hoạt thoải mái cả tháng mà không cần phải lo thế giới bên ngoài như thế nào. Bên cạnh sở hữu Cyber House, bạn còn phải sở hữu thêm Cybertruck. Đây là xe bán tải đỉnh cao của Tesla với khả năng nổi trên mặt nước. Điều này có thể giúp bạn vượt sông, hồ để tránh zombie một cách an toàn. Bảy, cung sinh tồn SAS. Loại vũ khí cực mạnh tiếp theo ở vị trí số 7 trong video này đó chính là cung sinh tồn SAS. Thông thường nói đến cung, bạn sẽ nghĩ rằng nó rối như tơ vò và phức tạp như kiểu mấy cây cung thi đấu thể thao. Tuy nhiên, để giúp bạn có thể giành được thắng lợi nếu chẳng may đụng độ phải zombie, cung sinh tồn SAS được thiết kế nhỏ gọn, đơn giản, tiện dụng và hiệu quả. Bình thường nếu không biến thành cây cung thì nó là vũ khí bạn có thể cầm tay để chiến đấu ở khoảng cách gần. Và khi mục tiêu tấn công ở xa thì bạn có thể lắp ráp nó biến thành cây cung nhanh chỉ trong vòng một nốt nhạc. Cung SAS cực kỳ nhỏ gọn, giúp bạn dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Lực bắn của cung thì cực mạnh, khả năng sát thương cao. Cầm thứ vũ khí này trên tay thì chắc chắn sẽ không zombie nào dám tới gần. Cung có giá bán khoảng 300 đô, tương đương gần 7 triệu đồng. Có bạn nào muốn trang bị cho mình loại vũ khí này để chuẩn bị cho cuộc chiến với zombie không nhỉ? Sáu, tay áo Hex Armor. Ở vị trí số 6 sẽ là tay áo Hex Armor. Đây là sản phẩm đến từ quốc gia Mỹ. Vì sao đây là vũ khí sinh tồn cực mạnh? Bởi khi bạn mang nó trên tay thì sẽ không có con dao nào có thể cắt đứt tay áo để xâm hại vào da thịt bạn. Đơn giản vì nó được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, có khả năng chống cắt, chống đâm thủng và mài mòn cực tốt, nên chắc chắn rằng zombie sẽ không là gì so với tay áo này. Và dù bạn có đưa tay cho chúng cắn đi nữa thì chưa chắc gì chúng đã cắn thủng. Không chỉ có khả năng chống zombie, với sản phẩm này bạn còn chống được thú dữ nếu chẳng may đi lạc vào rừng.
Ngoài ra thì còn có cả găng tay chống cách. Nếu trang bị bộ đồ này thì Thách có dịch zombie cũng chẳng sợ đúng không nào? Năm, mũ bảo hiểm Deathstalk Running Color. Tựa như trong mấy bộ phim siêu anh hùng, chỉ nhìn vẻ ngoài chiếc mũ thôi, bạn cũng đã thấy sự ngầu toát lên rồi đúng không nào? Nhưng đừng ngạc nhiên vội, hãy xem nó đã làm được những gì và bạn sẽ còn bất ngờ dài. Chiếc mũ giáp chống đạn của tương lai này được phát triển bởi Deathstalk, một đơn vị nghiên cứu và sản xuất giáp chống đạn tại Yokohama, Nhật Bản. Chiếc mũ này khủng đến nỗi nó có thể chặn được loại đạn có sức công phá cực mạnh Magnum 44. Nên zombie thì có là gì? Ngoài ra, chiếc mũ còn được trang bị hệ thống thông gió làm mát và tránh làm kính mắt bị mờ. Có thể hiển thị các thông số như thời tiết, bản đồ khu vực, vị trí đội hình chiến đấu, kính hồng ngoại nhìn đêm. Đặc biệt, nó được trang bị công nghệ liên lạc và giúp bạn có thể phân biệt địch hay ta trong bất kỳ tình huống nào. Chiếc mũ sẽ có 3 phiên bản cho bạn lựa chọn với giá từ 725 đô đến 2060 đô. Tương đương từ 17 triệu đồng đến hơn 47 triệu đồng tùy theo các chức năng được tích hợp của chiếc mũ. Bốn, Liều Choker. Trong danh sách này ở vị trí số 4 là sự góp mặt của một dụng cụ đa năng có tên Liều Choker. Ban đầu nhìn vào thì trông nó như một chiếc búa mini, song dù nhỏ nhưng có vỏ đấy. Trong những tình huống bị bao vây bởi những con zombie khát máu, bạn có thể sử dụng Liều Choker như một loại vũ khí cầm tay để chiến đấu ở cự ly gần và nó tỏ ra khá là hiệu quả đấy. Còn trong quá trình trốn chạy để sinh tồn, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên hơn khi biết tác dụng của món đồ này. Liều Choker được trang bị một dụng cụ mài lưỡi giúp chiếc búa luôn sắc bén để bạn có thể chặt cây làm lều, cũng như thiết kế những cái bẫy bảo vệ an toàn cho mình trước những mối nguy hiểm. Nó còn có một phụ kiện đánh lửa để bạn có thể nấu ăn, giữ ấm nhất là vào ban đêm. Ngoài ra, Liều Choker còn có một cái còi khẩn cấp, phát ra công suất âm thanh 133 dB, có thể giúp bạn gọi cứu hộ. Giờ thì nói xem, bạn muốn có một đồ vật như thế này ở bên mình để phòng thân hay không? Ba, xe sinh tồn Motopad. Nói đến những vũ khí cực mạnh chống lại zombie, không thể bỏ qua đó là xe sinh tồn Motopad. Một chiếc xe với đầy đủ trang thiết bị giúp bạn sống sót qua đại dịch zombie hay thậm chí là sóng thần, dịch cúm. Nhờ vào những chức năng mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ loại thiết bị nào, chiếc Survival Bike được trang bị động cơ xe máy 4 thì, hai thùng nhiên liệu dự trữ, một cây súng bắn nỏ ở phía sau, một cái rìu, một cái xẻng công binh, một bộ dây móc, bộ đồ nghề leo núi, đèn chiếu sáng các loại và nhiều loại dao lẫn dụng cụ sinh tồn các thứ. Nhìn xem, nó giống một cỗ máy chiến đấu khủng. Khi vừa giúp bạn chạy nhanh tránh khỏi móng vuốt của bọn zombie, vừa có thể chiến đấu và sinh tồn trong các môi trường khắc nghiệt. Ghi đông xe có đế gắn điện thoại và GPS để dẫn đường. Xe có thiết kế cực đơn giản, nhằm giảm tối đa trọng lượng của xe để tiết kiệm nhiên liệu và tiết kiệm sức người. Bởi nó còn có bàn đạp, cho phép bạn có thể đạp xe khi hết xăng, giống như những chiếc mobile lá ngày xưa. Đây sẽ là chiếc xe đạp vô cùng hữu ích để giúp bạn chống chọi và sinh tồn trong một thế giới toàn zombie như thế này. Bộ quần áo chống bạo loạn PPSS. Nói thật, mặc vô bộ đồ này, độ tự tin chiến đấu của bạn sẽ tăng ít nhất 200%, dù là đang đứng trước mặt mấy con zombie ghê rợn. Bộ đồ được thiết kế bảo vệ hầu như toàn thân, gồm ở bẹn, vai, cổ và tay chân, với trọng lượng khoảng 8,5 kg, nhưng nó cực kỳ thoải mái khi mặc, với khả năng cơ động vượt trội. Và điều đặc biệt là mặc bộ đồ này, bạn có chấp hết, dù cho là bị đánh bằng rìu, gạch, thanh sắt, dùi cui, thậm chí là dao đâm và kim tiêm tác động thì cũng vô dụng với bộ giáp tuyệt vời này. Hẳn là các bạn zombie sẽ phải bỏ dép chạy lấy người khi đứng trước bộ giáp cực khủng này. Liệu bạn có muốn trang bị cho mình một bộ quần áo độc đáo như thế này không? Hãy comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé! Một, Extreme. Trong viễn cảnh thế giới bị zombie tấn công, bạn phải chạy trốn vào rừng sâu hay lên đên trên biển, thì tốt nhất là bạn đừng quên mang theo Extreme nếu không muốn mất cái liên lạc với thế giới bên ngoài. Bởi đây chính là chiếc máy phát điện di động hết sức độc đáo. Extreme có hình trụ, được thiết kế dạng mô đun, giúp nó có thể tháo lắp một cách đơn giản.
Máy có chiều cao 24,5cm, đường kính 6,5cm, trọng lượng 800g. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng bỏ eStream trong ba lô và mang đi một cách bất kỳ đâu một cách dễ dàng. Nguyên lý hoạt động là nó biến dòng suối, nước thành một đập thủy điện nhỏ, giúp nó xoay tua bin và biến thành điện năng tích trữ trong một viên pin. eStream có thể tạo ra nguồn điện với công suất tối đa 5W, giúp nó sạc đầy viên pin 6400mAh trong vòng 4 giờ. Với chiếc máy phát điện mini này, bạn sẽ không phải lo lắng về việc sạc pin cho điện thoại, máy tính bảng hay chiếu sáng, và đặc biệt là kêu gọi cứu hộ khi đi vào rừng hay những khu vực không có điện. Sau khi xem video, bạn muốn trang bị cho mình loại vũ khí khủng nào nhất để chống lại zombie? Hãy comment bên dưới câu trả lời cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.